Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị. Thì hiện nay mà các hình thức lừa đảo trên mạng rất là nhiều, đặc biệt là lừa đảo qua Facebook khá là nhiều. Bọn nó thì về cơ bản thì nó cũng không có nhiều chiêu trò. Phần lớn thì nó hay đăng những cái hình ảnh các cái xe đạp xịn hoặc xe đạp của người khác đăng, rồi nó làm một cái Facebook giả liên quan đến đạp xe loại kia, hoặc là nó sẽ đăng giá rẻ. Đa số rất nhiều người bị dính bẫy, thực sự là rất là nhiều người nhá, chứ không phải ít đâu. Khá nhiều người đọc thấy rẻ quá, là ví dụ cái xe đáng 20 triệu nó đăng 10 triệu, ngày xưa nó đăng rẻ hẳn, ví dụ 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, nó đăng có 10, 15 triệu, thế là các cô chú nhìn thấy rẻ quá, thế là rất dễ xuống cọc. Cọc 500, 1 triệu, thường thì nó sẽ cọc vào một vài trăm, xong là sau đó lại móc cọc dần mọi người. Đó, xong nó lại liên tục để moi tiền mọi người nhiều. Thì đây cũng là chia sẻ một chút, khách hàng này lừa khá nhiều nhưng mình chưa, chỉ đăng cảnh báo trên Facebook, còn trên YouTube định chưa. Thì hôm nay cũng có một anh khách hôm qua cũng mới bị lừa 3 triệu tiếp, mà cũng vẫn là một chiêu trò đó. Thì nó dùng một cái Facebook của một anh chuyên đạp xe, lấy hình ảnh đại diện đó đạp, và sau đó là nó đi nhặt nhạnh các cái ảnh mà ai đã từng đăng bán xe gì, up ảnh lên trên mạng đó và đăng mới bán rẻ đó, là mong mọi người cọc vào sẽ bị dính. Chiêu trò của nó thì chỉ có vậy thôi. Thực sự là mọi người rất dễ để check cho bọn này lừa hay không thì nó cũng dễ thôi, đơn giản, nhưng mọi người không hay chịu check. Thường thì mọi người mua xe của cá nhân thì là em khuyên là ít nên mua, nên nếu mà không biết mua online của một cá nhân mà không biết nó chỉ đăng có một cái xe thì tốt nhất là mọi người không nên mang cái rủi ro đó vào. Còn nó đã chấp nhận bán thì thu cốt đó, hoặc là các cửa hàng, mọi người tìm những cái cửa hàng người ta có sẵn cửa hàng, có thể những người người mua hàng đấy, như đây đưa cả cái mặt mình ra nói chuyện này, gọi video call cho người ta nói chuyện phải có mặt mũi như này, thậm chí là bắt người ta show địa chỉ ra, ra khỏi nhà, ra nhà người ta đấy, bảo đi ra ngoài quay địa chỉ ở bên ngoài luôn, thì chúng ta có cái lưu lại sau này chúng ta dễ tìm, đúng không? Sau đó là xem chính chủ hay không chính chủ, nó phải cửa hàng như này đây. Ví dụ chúng ta xem mà mày có cửa hàng không thì mày quay cửa hàng lên cho tao. Đối với những cái cửa hàng bán xe như bọn em như thế này, thực ra là 500.000 tiền cọc hay 1 triệu tiền cọc với mọi người, bọn em không bao giờ có chuyện dám ăn mọi người đâu. Nói thật là những cái đấy mất uy tín, làm sao bán được hàng, bởi bọn em có địa hạ chỉ cửa hàng rõ ràng đấy, tên đầy đủ, thì mọi người chỉ cần check như thế là đã đủ rồi, gần như không ai dám lừa. Những ai có cửa hàng thực sự kinh doanh mà có xe bảy ấy thì không dám lừa mọi người, 500.000 em nói thật luôn. Cái đấy rất dễ để có thể tra đến nơi, rồi thậm chí là mình có thể nhờ lọ kia bạn bè gì check, như những cái người mà nó đăng ảnh rồi sau đó gọi với time hỏi, là thậm chí mọi người muốn check rõ hơn ấy, em khuyên mọi người gọi là mày phải có ảnh cái xe, mày phải đứng ở bên cạnh cái xe đây, mày quay mày và xe cho tao xem nó có hay không. Nó không có thì tập xác định là nó bảo là nó lớn gì rồi, xe ở kho rồi, xe ở đây ở kia. Thì tốt nhất là mọi người nết cái thành phần đấy đi nhá, đỡ bị lừa, thà không mua tưởng rẻ cuối cùng hóa ra lại thành rất là đắt, đắt và một cái bài học trả bằng tiền, tất cả đều trả bằng tiền. Đó là mọi người, cái lừa đảo bán xe trên mạng bây giờ rất rất nhiều luôn, bởi vì xe đạp giá trị cao mà. Thường các shop thì hay yêu cầu khách hàng phải đặt cọc một chút, không đặt cọc thì thường là bọn em cũng không dám gửi đâu, bởi những con xe là vài chục triệu của bọn em gửi đi chẳng may nó bị khách cả bảo ta không mua nữa, tự nhiên mất đi về rất là nhiều tiền. Nên mọi người cũng thông cảm là shop vẫn yêu cầu cọc, như mọi người để check uy tín đơn giản thôi, gọi điện FaceTime, mày có xe không, đâu, quay xe mày cho tao xem, mày có cửa hàng không, quay địa chỉ cửa hàng, thậm chí là quay cả địa chỉ cửa hàng, số chứng minh thư các thứ, quay cầm em có đúng khớp với mặt mình không, đây chứng minh thư cái này, thì nó sẽ ok nếu mà bọn em thực sự là muốn bán, thì là bọn em đều sẽ có thể cung cấp được những thứ đó. Và những người mà đã xây dựng những kênh YouTube đó là 100.000 này, vài chục nghìn follow như bọn em thì chắc chắn là nó là xây dựng quá trình dài hàng bao nhiêu năm rồi, nên không thể nào có chuyện đi lừa đảo mà tồn tại được lâu như vậy, đúng không mọi người? Vì vậy mọi người mua hàng ấy, các đặc biệt các chú rất hay bị dễ lừa là chính là mua trên Facebook rồi, đó là Facebook thì đăng rẻ, nên mọi người lưu ý sau cái bài đăng này, mọi người lưu ý nhá, đừng có ham rẻ mà khi mua ở những chỗ mà mình chưa check uy tín, chưa check được, rủi ro rất là cao, sẽ là rất là nguy hiểm, nên mọi người lưu ý giúp em. Cảm ơn mọi người.